Hello Hương, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Bữa nay Hương cắt tỉa cái cây đô la tri của Hương á. Nó lên mấy cái nhánh này, Hương cắt tỉa với cắt bớt mấy cái đọt xanh á. Rồi đem ra phơi nắng đặng cho cái cây, chuẩn bị cho cái cây để Hương trưng Tết. Cái cây đô la tri khi nó ra mấy cái đọt nó non của nó là sẽ nó ra là sẽ xanh. Và đã Hương bây giờ Hương cắt tỉa bớt mấy cái phần đọt mà nó ra xanh, với Hương tỉa lại cái tàn của nó, cái nhánh của nó, với Hương đem ra đây đặng Hương phơi. Hương để đặng chỗ cái bàn đằng kia nó không có nắng các anh chị ơi, thành ra cái cây nó, cái bông thay vì nó màu hồng mà giờ nó thành màu trắng. Nên Hương đem ra đây Hương cắt tỉa với Hương phơi nắng đó, phơi nắng ít bữa cho nó lên màu hồng lại. Tỉa cái tàn của nó lại, chuẩn bị cho nó lên màu trưng Tết. Nếu mình cắt đọt thường thì cái bông của nó vẫn còn giữ cái màu hồng, tại Hương chỗ của Hương nó không có nắng đó, thành ra nó thành màu trắng. Giờ bữa nay Hương phải bưng nó lại đây đặng Hương phơi. Bây giờ Hương tỉa, thành ra các bạn tỉa bớt của nó lại, tỉa trim nó lại cho nó cái thân cây nó có cái dáng đẹp hơn. Thấy cái cây đô la tri của Hương à, giờ Hương tỉa lại á, tỉa bỏ bớt đây nè, mấy cái tàn nó ra nó không có được đẹp thì nó Hương cắt bỏ. Là Hương phơi. Nó ra mấy cái đọt non nè các anh chị, mấy cái đọt non này là nó sẽ ra xanh nè, thành ra Hương cắt bỏ mấy cái đọt đó, nó sẽ làm lên màu xanh chứ nó không có coi, thành ra Hương phải tỉa nó đi, phơi nắng ít bữa thôi cho nó màu lên màu hồng lại, tại Hương để đằng kia nó mát quá đó, thành ra nó không có lên hồng mà nó lại bị màu trắng. Giờ để cắt tỉa lại. Rồi vậy Hương tỉa cái cây của Hương lại đó, rồi phơi nắng vài bữa. Mấy bữa rồi Hương cũng bận quá đó nên Hương cũng không có thực hiện video gửi đến các anh chị và các bạn. Giờ bữa nay Hương ra Hương tỉa cái cây đô la tri. Bận quá, sắp sắp sửa Tết đó các anh chị, thành ra
phải làm chuyện này chuyện kia, đủ thứ công việc làm. Vậy Hương thực hiện cái video mời các anh chị các bạn tham quan một vòng ngôi vườn của mình nha. Đây là sen Asian của Hương. Đây là những cây sen mà đột biến mà nó cái dạng nó nằm thấp ở dưới cái miệng chậu thôi nè các anh chị. Cây của Hương có cái phía này nó tương đối nó lên màu thôi. Tại chỗ này nó có nắng rồi. Vườn của Hương năm nay Hương bị cái mấy cái cây Isovia variegatus của Hương á bị bệnh lá nhiều quá. Cái này nãy nó lên màu đẹp. Đây mấy cây Isovia variegatus của Hương á năm nay nó bị bệnh lá nè các anh chị. Nó bị bệnh lá nhiều mà mấy bữa rồi Hương đang thử Hương phun cái alcohol. Thử alcohol của Hương sát trùng coi nó có chặn đứng được cái bệnh lá không. Đây cái cây raindrop của hôm nay
Cái này nó mới được đỏ như vậy nè, thấy nó chậm lên màu quá, vì cái sân của Hương không có nắng được các bạn, nên cây không có lên màu. Mà cái dải chỗ mái nhà này là tương đối khá đó, nắng cũng tương đối có rọi nắng vô đó, thì nó mới được như vậy thôi. Cây của Hương giờ nó bị bệnh lá, nó lây nhiều lắm, thành ra Hương đang thử phun alcohol vô để control nó lại, coi nó có ngưng không, hy vọng nó không chết.
Đây, mấy cây lùm mình. Hương mời các bạn nào yêu thích sen đá tham quan một vòng vườn của Hương nha. Cái vườn của mình rất là đa dạng. Này trong cái bụi của nó màu xanh mà nó có xen được một nhánh màu vàng, cái này là không phải cắm cái thứ cái cây khác vô các anh chị, nó là một bụi của nó mà nó có một bông khác. Coi trời mưa, mưa quá cái cây mãng cầu của Hương, cái trái này bây giờ nó bị hư rồi, nó nứt rồi, cái mãng cầu này bự lắm nè, mà nó nứt rồi, hư rồi.
Đây là cái giường, cái khu Erium của Hương. Nó nằm ở ngoài mưa mấy bữa hôm. Cái của Hương nó nhiều á, cái Hương để nó hơi dày, Hương ở đằng xa, Hương gió Hương thâu thôi, thành ra không có được tận tường. Thành ra các bạn chiêm ngưỡng nha, chiêm ngưỡng tổng quát với Hương. Còn mấy cây này Hương đem nó ra phơi nắng nè. Cái cây này nay nó cũng lên màu, cũng vậy Hương mời các anh chị là các bạn yêu thích sen đá chiêm ngưỡng ngôi vườn của Hương nha. Ngôi vườn của Hương nó rất là đa dạng. Đây là cái khu Erium.
Đây cái cây này của Hương này nó cũng bắt đầu có cái màu nó dễ thương. Ở trong mát nên nó không chưa có lên cái màu đỏ. Đây là cái chậu hoa cúc này nó mới lên màu. Vậy hôm nay Hương thực hiện cái video ngắn gửi đến các anh chị các bạn nào yêu thích sen đá, nhất là cây Erium Isodra và Rigetti nha.
Phương bưng cái cây đó là trì ra chỗ khác rồi cho phơi nắng rồi. Cây này của Hương cũng nó cũng đang bị lây bệnh lá đó các anh chị. Rồi Hương sát anh cô hô nè. Rồi nó có dừng không? Nếu mà nó đứng lại nó không ấy phát triển nữa là coi như thành công. Vậy cho Hương chia tay với các anh chị và các bạn nha. Hương hẹn lại cái video kế. Xin chào, bye bye.